Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đã trở lại kênh Phải. Thì ngày hôm nay là một cái vlog nho nhỏ, mấy anh em mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết một ngày mà mấy anh em mình không đi quay thì sẽ làm gì trong một ngày đó nha các bạn. Thì mình nghĩ chắc là các bạn cũng đang thắc mắc đúng không? Hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn biết luôn, theo chân mình rồi biết mấy anh em mình sẽ làm gì nha các bạn. Let's go. Sáng thì mấy anh em mình sẽ làm một số cái hoạt động như là quét dọn nhà cửa nha các bạn. Đây, đẳng cấp đang quét dọn. Nãy giờ quét tới đâu mày? Gần xong rồi nè. Quét ở dưới chưa? Rồi. Quét xong rồi lau nha ba. Ok. Đó, môi cái góc gách ra. Chào bạn đi mày. Chào bạn. Mày biết tao quay gì không mà chào? Lỗi quay cho mày sao? Thì này, kể cho chứ. Ừ, kể cho nó có khóc nha. Hôm nay á, là quay một ngày. Bình thường mà mấy anh em mình sẽ không đi quay thì làm gì, hiểu không? Ừ. Mình sẽ quay đủ thứ luôn. Mày làm gì thì mày quay đó. Đỡ cái thằng này. Tao đang quét như mày bột bạc như vậy. Tao bãi chơi luôn rồi. Trong nội đó. Mỗi lần tao quét tới đây là bật cái quạt à. Chúng tao dùng một cái quạt luôn mấy ai bật quạt đi. Trong nội đây người tao quét nhà quạt nó bay lên. Mày thấy nó đâu? Nó chưa bắt cái chỗ trên đầu là mai rồi đó. Rồi quét cái nắng ơi, chứ bây giờ không chọn lao vô. Sau khi mà đẳng cấp đã quét dọn nhà cửa xong thì bây giờ có nhiệm vụ là đi bảo dưỡng lại những cái đạo cụ như là dụng cụ quay nha các bạn. Đây, đây là nhiệm vụ của đẳng cấp và Hảo Hán. Nhưng mà hôm nay là anh Hảo ảnh có công việc bận với anh Phú rồi các bạn ơi, đi với anh Phú rồi cho nên là đẳng cấp phải thay thế anh Hảo làm. Chán này chứ. Lao kỹ nha mày, cái này là thiết bị quay để có video sản xuất cho bạn xem đó. Nãy giờ quay tao không vậy? Hả? Nãy giờ quay tao thì không? Thì bình thường mày làm sao tao phải quay vậy thôi. Một xíu tao cũng muốn xuống quay mấy anh em dưới kìa. Rồi làm đi nha. Ok. Xịt rồi lao cho nó bóng bóng đi. Chứ bình thường á, ê, mấy cái cam của anh Thành nhúng nước mày khắc phục được chưa? Ừ. Nó bị đằng sau cái màn hình á, nó bị tối tối. Bây giờ sao? Không biết nữa. Có khi từ từ nó lên nè. Bởi nói anh Thành đừng bao giờ đưa cam cho anh Thành, Thành báo lắm nha các bạn. Tiếp theo là anh Thành nha các bạn. Mấy cái ngày mà không đi quay á, là anh Thành sẽ lên kênh. Anh Thành xem những cái bình luận của các bạn comment trong video đó, và anh Thành sẽ gom những cái bình luận mà tích cực lại, như là những cái series này các bạn, rồi đưa cho anh Phú. Nếu mà anh Phú đồng ý series nào thì sẽ thực hiện cái đó cho các bạn xem. Hôm nay thì mình thấy các bạn comment rất là nhiều luôn. Cái gì đây? Đậu xanh mày. Làm gì vậy? Quay gì vậy? Công việc không làm có gì không nội? Sắp bao nhiêu ngày tao làm xiên chăm chỉ mày không quay đi. Mà sao hôm nay tao làm biến cái mày quay là sao mày? Thì hôm nay là cái ngày mà mình được nghỉ. Nhưng mà anh Thành mới coi gì vậy? Có gì kể tao? Em thấy ở nhà quay lại nữa. Lo tập trung mà làm nữa kìa. Chán cái gì? Hồi nãy giờ anh đã thu thập được cái comment nào của mấy bạn chưa? Rồi. Sao? Mấy bạn yêu cầu cái gì? Mấy bạn yêu cầu mấy anh em mình đi chơi. Đi chơi hả? Ê, hấp dẫn á. Hấp dẫn, comment này là tinh chuẩn luôn nè. Comment hấp dẫn nha. Ok. Được á. Có gì ta sẽ nói với anh Phú. Ok. Được. Tại vì bữa, từ cái bữa mà mình đi Nha Trang về là cũng lâu rồi. Tầm tháng mấy, 2 tháng mình chưa đi rồi đúng không? Được, ok. Rồi, làm đi nha. Ok. Anh Thành là được riêng một cái máy luôn mấy bạn ơi. Bởi người ta nói chăm chỉ sẽ nhận lại được kết quả mấy bạn. Đúng không anh Lành? Đúng. Đúng ha? Đúng. Chứ đừng lấy cái này cô gái nha ông nội. Đừng quay tao nữa mà tao lại luôn á. Rồi ok, rồi không quay. Rồi đó làm đi nha, em mà thấy mà lệch cái là rồi đó. Biết rồi, qua coi hai kia đi. Ok, tại vì hôm nay em đã đi công tác rồi cho nên là cái cam này là làm những cái bằng chứng cho những cái anh em mà không làm, hiểu không? Ok. Biết rồi. Tiếp theo là những editor tương lai của team anh phải nha các bạn. Đó chính là Thật Ghẻ và Hòa Thượng nha. Đó, Thật Ghẻ thì
có kinh nghiệm rất là lâu rồi. Ê ê, chào bạn nha mày. Làm gì? Quay cho anh mày á. Nghiêng cho anh thôi, chào bạn mày. Chào đi, chết là bị cho anh liền à. Chào đi. Nói chơi thôi chứ hôm nay là quay cuộc sống hàng ngày. Ngày bình thường thôi. Chào bạn nha mày. Ở tự nhiên quay cuộc sống hàng ngày là sao? Thì một ngày bình thường của mấy anh em mình khi không đi quay thì sẽ làm gì? Chào bạn đi. Chào bạn. Thì bình thường nếu mà thực ghẻ không đi quay thì sẽ thực ghẻ sẽ có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng nha bạn. Đó chính là edit clip và ra sản phẩm chất lượng cho bạn xem. Thì mấy cái clip mà các bạn xem bữa giờ là cũng một phần có thực ghẻ ở trong nha. Rất là ok. Nhưng mà bữa làm hư một cái cục VC á các bạn ơi. Như vậy. Cái gì không? Đặng làm rớt à. Thằng nào để ly nước ở đó? Thằng Đặng. Rồi thằng nào làm đổ? Thằng Đặng luôn. Thằng Đặng để ly nước, mày làm đổ. Lúc. Mà ly nước của thằng Đặng. Nhưng mà thằng nào làm đổ? Nói chung là. Nhưng mà thằng nào làm đổ? Nói chung là đồ nghề của thằng Đặng đó. Ok. Rồi. Còn bên đây thì là gốc làm của Hòa Thượng nha các bạn. Hòa Thượng thì đang trong quá trình mà học hỏi kinh nghiệm từ thực ghẻ. Học bữa giờ cũng được tầm một tháng rồi các bạn ơi. Nhưng mà không biết là đã có kết quả chưa. Ê thật, Hòa có kết quả cho mày. Đỉnh lắm ha. Đỉnh lắm hả? Hòa coi cái gì thì Gà thoải mái làm gì coi. Làm gì mày? Rồi đếch chứ làm gì mày. Edit gì vô game chơi? Có đâu. Ê mày, bình thường nó có vậy không? Thì bình thường nó có chơi game không? Nó chơi game đâu. Nó chơi game đâu, nó chơi cái gì không à? Người sau có nhiệm vụ là học hỏi kinh nghiệm mà sao kìa mày? Thì học hỏi kinh nghiệm đó. Ủa? Ê, cái gì đấy? Trời ơi, vô lộn quay trời. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Sao mở lên cái là vô game luôn vậy? Nó vô lộn. Ê, vậy có nhiệm vụ là mình học hỏi những cái kinh nghiệm từ thực ghẻ, cũng như là biết edit video thì lo chú tâm vô cái đó nha mày. Chơi game nhiều quá sau này là không có tương lai rồi đó. Thấy không? Cũng ok. Nói chung là lâu lâu giải trí một hai trận game thôi. Quá chuẩn luôn. Thấy không? Xong mình quay lại mình làm tiếp. Rồi anh em làm đi nha. Thì sau khi làm các việc nhà xong thì tiếp tục là bây giờ tới việc bếp nha các bạn. Đó chính là Đẳng Cấp và Hòa Thượng sẽ đi mua đồ ăn để nấu bữa ăn trưa cho tất cả anh em. Biết hôm nay ăn gì chưa? Rồi. Rồi nhớ mua nha. Canh thịt gì cũng được, thịt bò, tôm hùm gì mua về để chế biến món ăn ăn. Dựng xe đâu mày? Ông nội ơi, xe đó ta gửi ông nội. Xe mình đây nè. Xe đó xe của ông ta mà lấy đi. Người ta dắt cho lại. Giỡn mày. Xe của hàng xóm đó. Giỡn gì? Xe này nè. Ừ. Là hai bay chạy hồi tao qua kiếm không biết nói sao luôn. Rồi quả thử biết. Mấy anh em ăn cái gì nè? Hả? Nói chung là mua gì anh em ăn rồi ok. 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 Nước con tôm hùm là được rồi. Ừ. Đáng đáng trả. Rồi. Xe luôn. Đi chứ đi đi. A few moments later. Nó về các bạn ơi. Trời ơi, báo nữa rồi. Kêu chạy từ từ báo mà. Cái gì trong này vậy? Cái gì không? Dừa không? Ê con bị dập à? Dập luôn rồi. Ê mình sẽ đi luôn rồi. Đang đắng kìa, nó kêu nó chạy từ từ. Thôi trưa nay nghỉ ăn trái cây đi ăn đỡ. Cũng vậy. Thôi trưa nay nghỉ ăn trái cây. Bao mà. Thôi không sao không sao. Nước miếng à. Bao không à.
Đắng, mày tranh thủ đi xới cơm đi Đắng. Cơm chưa nấu mà xới vậy? Này, bố mình diện lâu lắm rồi đi nhá. Đậu xanh mày đi nấu cái mày. Còn nấu canh. Mày để tao canh cho mày nấu cơm đi. Ừ, nãy giờ kia đi nấu cơm nó không nấu luôn. Từ từ mày. Cầm vô. Ê, quay gì vậy? Quay cuộc sống hàng ngày. Hàng ngày gì có trong đó nữa? Thì đi toilet không quay lại hả mày? Ủa đi toilet quay chi? Mày kêu là mày làm gì cũng quay rồi thì tao quay lại. Tao kêu á là cái nào nó hay ho hả quay, chứ là mày sinh hoạt ở trong nhà thôi, chứ tao đâu có kêu mày là sinh hoạt ở trong toilet mày quay đâu. Ai biết đâu, mày kêu là xin tụi bay sinh hoạt cái gì thì quay lại đó để cho bạn biết. Mày tao không hiểu toilet. Hay là mày cố gắng mày không muốn hiểu? Tao đang rất là hiểu, tao đang rất là chú ý cái lời nói của mày. Tao kêu cho mày lấy khúc đó luôn. Lấy luôn đi, thì tao đang muốn lấy mà. Ờ ok rồi rồi, đi ra tao đi mày. Nè mày, cam quay lại đi toilet nè. Quay cái gì? Quay đi toilet. Khủng mày ra. Mày gì trời, đi kêu quay clip một ngày làm gì trời. Gì vậy? Kêu nó lẹ đi. Ủa mày đi toilet nhanh chứ mày. Chưa đi luôn á. Thôi khỏi đi luôn đi. Tên. Sau thời gian gần 1 tiếng đồng hồ, Hòa Thượng chuẩn bị đồ ăn cho anh em thì cuối cùng cũng đã có kết quả nha mày. Trưa nay thì Hòa Thượng cho anh em ăn là cánh gà, trứng sốt hủ qua, trứng xào qua chứ canh nha mày. Có trứng miệng nữa. Ê, cái trái này nãy thằng Hòa nó chạy về làm đứng. Đắng. Gần Đắng đâu? Toilet rồi. Tới giờ ăn mùng đi đó trời. Rồi xong rồi anh em. Ăn đi mày. Vô. Rồi. Cái tay cho mày. Cái tay chưa? Chưa. Cái gì vậy? Cái tình trạng này xảy ra liên tục các bạn ơi. Chứ anh em mình quen rồi, trong cuộc sống hàng ngày luôn. Thôi ăn đi. Phải bạn dùng cơm với mình nha. Lụm đi. Mày biết ai mà em về lắm không? Thôi mời anh em ăn cơm nha. Ừ, ok. Đấy. Mời anh em ăn cơm nha. Ừ. Mời cả nhà dùng cơm nha. Thì hôm nay là cơm luôn nha. Chỉ có 5 anh em mình ở nhà thôi bạn ơi. 5 anh em mình ở nhà thôi. Cho nên là bữa cơm vậy là hình soạn rồi. Ừ. Và nấu cơm ăn ngon tuyệt cú mèo nha các bạn. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Mày nói em cơm. Cái tay cơm nặng nó ngon tuyệt cú mèo. Như cơm nặng đâu á. Cơm khó mà. Ê mày, là lúc đó mày đã đi chưa? Chưa. Ừ, được. Rồi ăn đi. Rồi, anh gấp cho nhảy nha. Okay, kìa mày ăn cơm ăn chưa? Nó không có ăn với cơm, ăn cơm với mấy này á, để cho nó ăn vui với cơ ai đó rồi. Mẹ ok, cắm đũa nha. À không, để đũa đây nha. Ê gì? Để kiểu này còn giữ nữa. Ok. Để xuống dưới ông nội. Rồi, ok. Báo không à. Rồi, anh em mình mời các bạn dùng cơm luôn nha. Mời bạn nha. Bình thường của mấy anh em mình là chỉ vậy thôi các bạn ơi. Ăn uống rồi nếu mà có làm thì làm thôi. Mình cơm chưa ai hả? Chưa gì?
Ăn cơm chờ nhung gà cho nói gì. Gà gì? Thì sau khi ăn xong thì mấy anh em mình sẽ rửa chén sạch sẽ nha các bạn. Rồi mày rửa đây, hồi tao chén rồi tớp cho. Con dựng cái cơm quà nấu ngon thiệt. Đúng rồi. Ngon. Ngon. Tưởng mứt mình mượt chứ. Ăn ngon mứt mình mượt. Ăn ba bốn chén không ngon nữa thôi luôn á. Ăn con chén à. Chén rồi, chén chắc ba con thịt à. Rồi lẹ đi mày. Thì sau khi ăn xong thì bây giờ mấy anh em mình sẽ nghỉ một tí nha các bạn. Rồi để cho buổi chiều mấy anh em mình sẽ tiếp tục bắt đầu công việc. Rồi, ok. Đẳng cấp ở đây thì đang xả sợi chết một tí nha các bạn. Mày. Giữ không? Giữ. Đó. Ê, trời ơi, cay dữ trời. Phải mày. Chơi game người ta xả chết chứ phải chơi game để người ta nóng giận đâu mày. Không, cũng phải cay chứ. Cay gì mà chơi game mà cay. Tao không giỡn cái thằng. Để tao chơi nha. Ôi, qua đây. Ê mày, sao mày để tên thằng lò là sao? Tại tao thấy ghét quá nên tao để thằng lò. Là thằng lát đó hả? Ừ. Hello nha, lâu không gặp. Sáng giờ thì mình ngồi trước mình lấy hàng nha các bạn. Ở đây cũng khá là ít đồ nha các bạn. Ôi trời ơi. Nào là giày, dép, son. Ở đây á, tổng hết là đồ của mấy bạn nữ thôi nha các bạn. Không có đồ của con trai nha, chỉ là mấy bạn nữ thôi. Nào là quần, nào áo, tùm lum hết trơn. Son rồi này kia. Ok, mình sẽ khui cái ra coi thử nha mọi người. Khui cái làm gì ông nội? Lộn. Đây nha bạn, tổng hết á là sáng giờ đẳng cấp lấy là 1.500.000. 1.500.000 chứ. Thì không sao, đẳng cấp nhiều tiền mà. Đúng rồi, mấy vụ này sao có được đẳng. Cái gì về mấy bạn nữ trả lại các bạn nha. Ok. Còn Hòa Thượng thì đang trong quá trình là luyện giọng nha các bạn. Chưa nào Hòa Thượng cũng luyện giọng để cho anh em ngủ đó. Luyện giọng để chuẩn bị đi show đám cưới. Ai mà book Hòa Thượng thì nhớ book nhanh đi nha, đi show đám cưới nha. Ai mệt thì đi nghỉ ngơi đi nha. Bây giờ tôi đi đi ngủ một tí để có sức chiều làm nữa. Ok. Ok. 1 hour later. Thì nghỉ một tí cũng đã chiều luôn rồi nha các bạn. Thì chiều nay thì mấy anh em mình sẽ làm tiếp những công việc còn lại nha. Chiều nay thì thật ghẻ vẫn tiếp tục là edit video nha các bạn. Làm những cái video chất lượng đăng cho các bạn xem. Nói chứ thật ngồi có một chỗ thì cũng... Cũng đã. Đâu? Ngồi chỗ là đã hả? Mày làm gì mày? Cái gì cái gì? Cái này là của một bạn fan thôi. Đấy. Là học cái mày. Nhiệm vụ của Hòa Thượng là học cắt clip nha các bạn. Để sao cho giống thật ghẻ nè. Làm nhiều video hay hơn và nhanh hơn để đăng cho bạn xem. Đúng không? Không. Vậy mày. Đúng. Thôi làm đi à, không... không để mấy anh thanh niên này mất tập trung các bạn ơi. Mất tập trung cái là clip nó dở liền. Qua cho học đi mày. Ê mà khoan cho mượn cái máy cái. Làm công việc cái. Nhiệm vụ của mình chiều nay đó chính là mình sẽ tổng hợp các video của từng vừa rồi mà mấy anh em mình đã thực hiện và sẽ báo cáo cho anh Phú nha các bạn. Ok, xong. Như vậy thì mình đã hoàn thành cái bản báo cáo rồi nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ gửi cho anh Phú nha. Ok. Còn anh Thành trên đây làm cái gì? Sửa cái mắt mày ơi. Cái gì? Sửa cái này nè. Ủa sáng còn bấm được mà. Em biết đâu, giờ bấm bằng phím không được sao mở mật khẩu sao làm việc tiếp. Sáng anh bấm luôn á. Dạ biết. Báo nữa rồi. Không sao, má của anh Phú lâu bị gì hoài à. Biết cái này nhiêu không? Biết. Bao nhiêu? Nói chung là nó chỉ bị cái bàn phím thôi, chứ nó không bị cái này. Bây giờ cái bàn phím nó hư rồi sao mở được cái màn hình? Thì bởi, không mở được mật khẩu sao làm? Lên đó còn nghiên cứu đi. Đúng rồi. Còn nắng không mày? Hả? Còn nắng đâu? Còn nắng thôi, hình như ngủ trên phòng á, chưa dậy luôn á. Là sao? Một xíu đi. Rồi, nghiên cứu cách sửa cái bàn phím đi nha.
thì cái tuần vừa rồi á là mình đã hoàn thành hết những cái công tác mà mình đưa ra rồi đúng không? Bây giờ là mình đi học nha anh em. Có luôn hả? Thì họp phải có gì đó ngồi ăn chứ, mấy ngồi họp công ăn ngồi nuốt chữ hết sao ba? Dễ gì mày ơi. Rồi tập trung nè, bây giờ mình sẽ tính cho tuần tiếp theo là mình sẽ làm cái gì, đúng không? Thì sáng giờ là anh Thành đã xem những cái comment của các bạn rồi. Thì bây giờ là anh Thành hãy nêu ra đi, là anh thấy ok anh em mình làm hơn. Tuần này mình sẽ đột phá hơn, mình sẽ mua cái máy bơm luôn. Làm gì? Cái bơm mình sẽ để xuống nhà thì ngoại của mình đánh cái mà bơm lên, đúng không? Các người mình sẽ quay một clip là một ngày khám phá địa của con rắn, xem bên trong là có những con sinh vật gì đó. Hay. Ok. Được được. Tao không được á. Không được. Không được. Đi nhà ngoại tao mà như tôi bay đặt cái bơm rồi tùm lum gì. Mày không nghe từ khám phá của khám phá thôi, xong cái thả lại xong cái bơm nước xuống. Sao được? Thằng ta đang tự nhiên nó bay làm rồi hết tự nhiên rồi. Tự nhiên gì? Thằng cô tiêu mà tự nhiên. Ừ, cô tiêu tự nhiên gì với lại á. Lại mày nè. Để cái làm cái hành sao mày gần ngoài đồng không sợ người ta câu trộm mày chích cá hay gì. Ừ, bây giờ tụi tao khám phá xem nó còn gì không, cái kêu ngoại mày đậu nhân khác giờ vô nhà thả vô sao được. Được, tao xin rồi, mới xin rồi, mới xin gì, mới xin, mới xin rồi cãi cãi. Ừ, rồi tôi điện mọi cho mày coi. Mới được rồi, ngày chủ nhật này mình làm luôn á. Được, tao bận rồi. Gì? Điều tao bận rồi. Mày xin hết rồi, mày không có bận. Mày bận gì nữa? Mày bận gì? Thì ai có chuyện bận không? Thì tao có chuyện bận riêng của tao thôi. Mày bận cái gì? Nói chung là chủ nhật tao cũng bận. À, mày không có gặp. Hay là tôi có một định hướng gì nè. Hay chủ nhật thì Nắng nó bận rồi thì không quay được đúng không? Ừ. Thì mình sẽ tập trung qua nhà Nắng tổ chức tiệc. Ừ, lấy lâu rồi. Lấy lâu rồi, chưa làm đi kêu á. Mình nướng nè. Mẹ xài ăn luôn, sống được. Chủ nhật tao có nhà không? Không có nhà tao qua chơi chào luôn. Chơi chào mày gì? Ở nhà đi. Ở nhà mua đồ nướng về mày nướng. Nhà đi, mày đi đâu? Nhưng mà chủ nhật mày đâu? Chủ nhật tao đi chơi. Chơi gì? Chơi 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 đi. Đi chơi mấy tao đi luôn đi. Đi thẳng thôi. Mày không hớt được tao con trai. Tôi bi không tình yêu. Ok. Được. Được. À chủ nhật anh em mình đi ăn hẹn trước rồi. Trai hẹn với ai? Ê. Mày đi đánh lẻ đúng không? Mày đi với chị Nhàn đúng không? Ê, bảo lao. Chứ đi với ai? À, khó nói lắm. À. Thôi vậy chủ nhật mình kéo qua nhà của Đặng, cái đi chung với Đặng chở Đặng đi luôn. Ừ, ừ, đấy à. Đi ăn chỗ tiệm trà sữa. Tiệm bữa. Có mì cay á, có mì cay ngon. Ừ, tiệm bữa. Ok. Rồi chốt vậy nha. Rồi ok, vậy là mình làm một cái vlog nhỏ nhỏ là một ngày theo chân đẳng cấp đi chơi. Xem. Rồi chốt vậy. Mướn xe 7 chỗ luôn, mướn xe 7 chỗ. Ok. Rồi 1, 2, 3, quyết tâm. Rồi, tiếp tục. 1 A. Rồi, tới tao. Ok, Hòa Thượng đưa ra cái định hướng tiếp theo. Theo tao á, là nhà tao có xã nè. Nhà mình có chanh đúng không? Đúng rồi. Nhà anh Đặng có xài nè. Qua nhà anh Thượng bắt gà. Ừ. Thấy ngon. Kiểu đồ tự nhiên lúc nào cũng ngon hết á. Mày thả vườn, thả vườn. Ê, 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 ê. Nó mới mua cái con gà gà sao nó không được nha. Cái gì quay bắt đi không được đâu, làm gì không được. Cha tao qua nhà tao bay muốn vốn cho cái định hướng của tao đưa ra thôi hả? Rồi chứ chốt mà định hướng gì đó gà tao với lại ai mà làm vậy đúng không anh em? Đúng rồi. Tao nè, tao tao bắt rồi. Ok, chốt thôi thôi nghe không nghe không chứ chốt gì đâu mà không. Đi nói chung mới là mình chốt lại là tuần sau mình sẽ làm series của đẳng cấp nè, đi theo đẳng cấp để series bắt gà của thật ghẻ. À không được. Ok, ba anh em mình chốt nha. Chốt. Rồi ok. Rồi tập hợp giải tán. Rồi anh em giải tán nghỉ ngơi. Giải tán thôi nha. Thôi chuẩn bị tinh thần nha. Rồi chuẩn bị đi. Chiều nay thì mình sẽ không nấu cơm ăn mà sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, đó chính là bữa tiệc đồ nướng nha mấy bạn. Đây nói gì kiếm sao với mày, mày nghĩ sao đầy đủ vậy nè, có thịt nè, có cánh gà, có xúc xích nè, có rau củ quả. Thì mà tao nói đồ nướng đúng rồi, mày phải gọi là bữa tiệc BBQ. Gọi gì?
thì mày kêu tên tiếng Anh nó sẽ đẳng cấp hơn. Rồi, BBQ, ok. Đúng rồi, đúng rồi. Xài câu cái rồi lại bắt bẻ liền thôi. Rồi, bỏ lên nướng đi. Quá đã luôn. Đâu có, hôm nay mày không có ăn cái này. Thôi tặc còn hồi sáng còn cơm nguội ở trong kìa. Còn cơm nguội ở trong kìa. Thôi, mày đừng dụ tao mày. Thiệt. Mà tao không ăn gì, ăn hết luôn. Ở đây thì cánh gà nè các bạn, anh em mình đã ốp sẵn rồi, thấm rồi. Cái này là thịt ba gọi nha các bạn. Hồi nãy á là anh Thành á, ảnh nói đi nấu cơm, mày ra tới chợ mua đồ á, cái ảnh kêu là thôi hôm nay hồi sáng ăn cơm rồi, cho nên là bây giờ á làm bữa tiệc nho nhỏ. Ơi nướng cẩn thận coi chừng khét nha mày. Sao không khét được? Thì cái gì? Biết tin gì chưa? Tin gì? Hồi tối qua có ai gom dép mình nữa hả? Có không? Có. Đẳng nè, mất dép nè. Tao đôi dép rồi. Cái gì? Bây giờ mà đôi dép mà cũng mất nữa hả? Mất đôi dép cũng xì của tao. Ủa mày đâu có để trên cầu đâu mà mất. Tao để đây nè. Tao để trên cầu mất rồi không sao mà để nó mất rồi đúng rồi. Để nhà cũng mất nữa. Ủa nhưng mà thắc mắc bữa tại sao dạo gần đây có vụ mất dép nữa hả? Phải, bữa hổm tao cũng bị mất đôi búp bê rì nè, giờ tao phải mang đôi sida này nè. Rồi tao biết ở đâu luôn rồi. Con chó sau nhà tha mà tao không nói tao quay. Xem. Chó đâu lên đây ba. Lúc. Bữa kia nó cắn đôi dép. Phải đôi dép mèo màu xám đúng không? Mày nghĩ coi dép con cẳng dơ ẹt vậy mà sao nó cắn được cũng hay. Mà phải đôi dép mèo màu xám không? Nó mặn mặn nó khó cắn lắm. Đúng rồi. Thì đó con chó nó tha sao nhẹ á. Con chó nó hung dữ lắm rồi. Gắn không? Thiệt. Thôi bớt bốc phét đi mày ơi. Tôi mày đừng có bốc phét. Tao bốc phét tao làm con. Con gì? Con. Rồi đó mẹ. Thì ở trước nhà mấy anh em mình là người ta đang làm sắt nha các bạn, cho nên là nó hơi ồn, mấy bạn thông cảm cho anh em mình nha, nếu mà có tiếng ồn ở trong đó. A few moments later. Thì sau nửa tiếng đồng hồ mấy anh em mình nướng thì cuối cùng đã có một mẻ bóng đêm nha các bạn. Ủa kỳ vậy ní. Bóng đêm đâu? Mày nhìn sao ra bóng đêm? Ồ cũng được. Hợp lý đó. Rồi. Ăn chứ, vừa ăn vừa nướng nó mới ngon chứ mình nướng hết ăn rồi nó ngủ ngắt à. Ở đây thì có làm một chén nước chấm muối ớt nha các bạn. Đây là đủ chấm rồi. Rồi, ăn đi, ăn kia. Không ăn không mày? Ăn tôi làm. Thôi, để cho ngồi chơi đi mày. Rồi. Rồi, rồi, anh em mình nè. Vô luôn nha bạn, chén luôn. Lụm đi. Úi trời. Sao à? Very good. Cái gì nút nút gì? Very good. À very good hả? Còn vì good. Rồi nè, BBQ nước chấm này chấm à. Nước chấm ai làm tao? Tao làm với ai? Ê từ từ, chỉnh lại nhé. Chỉnh quay miếng thịt lại, quay miếng thịt. Vậy là đúng không? Ừ. Ê khoan. Nè phải cắn con mỡ trước để tươm mỡ ra quay mới đẹp. Đẹp lắm mày. Nè chấm rồi, rồi lụm. Không ra miếng mỡ luôn. Miếng giòn. Ngon nha. Rồi anh Thành lụm đi Thành. Mà anh em nha. Ồ. Đặng nó không biết ăn đâu. Hả? À, ăn miếng thịt đi ăn rồi. Đây kể đi cho ngồi cơm bát xíu nữa. Ngon. Rồi tôi cũng làm miếng luôn. Rồi cho em chấm cái anh Thành. Quá đã luôn. Đây đã kéo ra giùm cái hộp, kéo ra. Ăn đại đi mày. Rồi cảm ơn nha. Ủa tao tưởng mày cầm cây ăn chứ. Không có đâu. Mời bạn nha. Nước chuông ăn nghe cay cay mà ăn không cay ta. Đồ quá nói gì á. Đáng. BBQ nó ngon. Không ngon á. Ăn để mày chơi hoài đi. Rồi bây giờ xúc xích chín hết đi anh em. Chưa đâu để tao ăn phép trước cái. Ok ăn đi. Cầm lên chấm cho đã chứ. Ê tính là xúc xích mình chấm với tương ớt mới đúng á. Mà ở đây ăn vẫn ngon nha. Ok mà. Đây. Có gì đâu. Ăn đi. Ăn đi. Ghê không bởi lạnh hả? Cái xúc xích tao đâu rồi? Tao cắn chảy nước miếng luôn rồi. Nhớ nào. Con mẹ luôn đi tao ăn cục thịt cho. Ngày bữa đã lắm rồi. Nước thịt bò gì mà nó dai chứ mày. Bội không mày? Thằng heo mà mày. Nè hả? Ba chỉ mà mày. Nó dai mà ngon nha các bạn. Ở trong thịt á nó giữ được cái độ tươi nó ngọt. Ủa? Gì? Ủa mà thịt heo mà sao ngọt? Sao mày nói ngọt? Ủa thịt đó thịt bò mà. Mày mới nói thịt heo.
À nó lộn, tưởng mày ăn cục thịt heo. Tao cũng tưởng mày ăn cục thịt heo. Thôi nói chung là anh em mình sẽ chén hết như đây nha các bạn. Nói chuyện với bạn như mày ăn hoài. Mày cứ nói đi, tao nói. Nói chung là một ngày bình thường mà anh em mình không đi quay thì nó cũng đơn giản như vậy thôi bạn ơi. Có khi là nó sẽ hơn như vậy nữa. Đúng rồi. Một ngày của anh em rất là bình thường nha bạn. Chán bình thường đó. Còn thằng nào nói? Mày nói. Thôi mày nói đi. Mày nói. Anh Thành nói. Mày nói đi. Hôm qua nói đi. Qua nói đi. Thôi khỏi nói luôn đi. Nói chung á, một ngày bình thường mà anh em mình không đi quay á, đơn giản thôi bạn ơi. Như là sáng thì làm những cái công việc mà anh Phú giao nè. Với lại xem lại những video mà anh em mình đã đăng để rút kinh nghiệm cho lần sau. Rồi trưa thì anh em mình sẽ ăn trưa, rồi nghỉ ngơi, xong chiều lại tiếp tục làm và ăn uống tiếp. Đó, xong rồi nghỉ ngơi thôi các bạn, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Cũng giống như là một ngày không làm YouTube của bên em mình nha các bạn. Mày đang làm gì? Mày xin trai à? Thì không đang quay YouTube. Rồi thằng đó cầm cam mày nói một ngày. Mày nói gì? Thì không quay YouTube. Vậy chứ mày đang làm gì? Làm quay YouTube. Mày, có mày, mày nói cái làm gì? Mày xin lỗi bạn đi được không? Bạn không biết bắt bẻ đó. À, mình xin lỗi bạn nha. Cũng giống như là một ngày mấy em mình không đi quay mà mấy em mình sẽ đi quay cho bạn xem hoạt động đó, em mình không đi quay là như thế nào nha bạn. Nói gì vậy mày? Nó cứ quay. Tại vì nói cho bạn hiểu. Đó là một ngày là không đi quay của mấy anh em mình là như vậy nha các bạn. Một là sao nữa? Là một ngày không đi quay. Nói chung là một ngày không đi quay thì mấy anh em sẽ làm gì? Đây, mấy anh em sẽ làm như thế này. Ăn uống, vui chơi, làm việc vậy thôi các bạn ơi. Lại coi cho chín giờ lấy cho anh em ăn cái ấy. Nó ngon nhất luôn kìa. Nó thì ăn nguyên cánh luôn kìa. Đúng rồi. Tôi lấy bao nhiêu mày? Ăn xong đi. Ăn xong đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ok, sáng giờ là mình hoạt động nhiều rồi. Với lại mấy bạn cũng biết là một ngày bình thường của mấy anh em mình làm gì rồi. Thôi bưng vô anh em ơi. Thôi thì nãy giờ là anh em mình cũng đã ăn được một cái bữa tiệc nướng nho nhỏ rồi nha mấy bạn. Thì cái ngày mà bình thường anh em mình không đi quay thì nó chỉ đơn giản vậy thôi mấy bạn ơi. Chứ nó không có cái gì mà cầu kỳ hay ho hết á. Thì sáng giờ video cũng dài rồi. Nếu như các bạn thấy video này hay, nhớ cho em một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mấy anh em mình nha các bạn. Rồi giờ thì xin chào hẹn lại các bạn. Bye bye. Bye. À quên đó, các bạn nhớ like thật nhiều cho video này nha.